Hiện nay tại Trường Sa, Việt Nam hiện đang kiểm soát bao nhiêu đảo, bao nhiêu cồn và bao nhiêu dạng san hô? Sau đây tôi xin liệt kê cho các bạn số đảo mà hiện nước Việt Nam và các nước kiểm soát nhé. Xin chào tất cả bạn, tôi là Reading Wikipedia. Xin hãy like và follow để nhận nhiều thông tin bổ ích từ tôi nhé. Danh sách các thực thể bị chiếm đóng trên quần đảo Trường Sa. Về địa lý tự nhiên, quần đảo Trường Sa là một tập hợp gồm nhiều đảo san hô, cồn cát, dạn đá, san hô. Nói chung, trong đó có rất nhiều dạng san hô vòng, tức dạng vòng hay dạng đá san hô vòng, đảo san hô vòng và bãi ngầm rải rác trên một diện tích gần 160.000 km². Ở giữa Biển Đông, quần đảo này có độ dài từ Tây sang Đông là 800 km và từ Bắc xuống Nam là 600 km, với độ dài đường bờ biển đạt 926 km. Mỗi tài liệu lại có một con số thống kê riêng về số lượng thực thể địa lý của quần đảo này, hơn 100 đảo và dạng san hô ngầm. Đấy là của CIA cung cấp 137 đảo đá bãi Nguyễn Hồng Thao, khoảng 160 đảo nhỏ cồn cát, dạn đá ngầm, bãi cát ngầm, bãi cạn, bãi ngầm đã đặt tên các đảo Phú Quý, Bình Thuận, khoảng cách Phú Quý Bình Thuận khoảng 203 hải lý, cách Philippines khoảng 300 km và cách Trung Quốc khoảng 1.500 km. Tổng diện tích đất nổi của quần đảo rất nhỏ, không quá 5 km². Do số lượng đảo thực sự rất ít mà chủ yếu là các dạng san hô thường và dạng san hô vòng chìm ngập dưới nước khi thủy triều lên, các hòn đảo san hô ở Trường Sa tương đối bằng phẳng là thấp, ngay cả khi so sánh với một quần đảo san hô khác gần đó là quần đảo Hoàng Sa. Theo CIA, điểm cao nhất của Trường Sa nằm trên đảo Song Tử Tây với độ cao 4 m so với mực nước biển. Về địa hình và địa chất, quần đảo Trường Sa là một vĩ lục địa bị ngập chìm vào đầu đại Kainroi do tách giãn lục địa Đông Nam Á xoay chuyển và trượt dần về phía Tây Nam. Thêm lục địa Trường Sa là một dải địa hình tương đối hẹp, kéo dài tự nhiên của các đảo từ độ sâu 0 đến 200 mét vuông quanh đảo, sâu từ 60 đến 80 mét. Thành phần cấu tạo dải này thường là các mảnh vụn san hô, chủ yếu là thô. Trong khi đó, sườn lục địa Trường Sa là một dải bao quanh thềm lục địa, kéo dài từ mép thềm lục địa đến độ sâu 2.500 mét, có nơi lên tới hơn 3.000 mét. Thành phần cấu tạo chủ yếu là từ đá gốc. Các bãi ngầm có bề mặt sườn là các bề mặt đổ dốc từ độ sâu 170 đến 1.500 mét. Sườn và các dạng đá ngầm như đá Tây, Vành Khăn, Phan Vinh có sườn dốc gồng gần như là thẳng đứng. Cả quần đảo bị chia cắt bởi các hệ thống đứt gãy, có phương Đông Bắc, Tây Nam và Tây Bắc Đông Nam, gồm 3 nhóm chính là nhóm đứt gãy Đông Bắc Tây Nam nổi nhất, nhóm đứt gãy Tây Bắc Đông Nam và nhóm đứt gãy hướng kinh tuyến Á vĩ tuyến lệch so với vĩ tuyến. Ba nhóm này chia quần đảo Trường Sa thành 3 cụm đảo có quy mô khác nhau. Cụm thứ nhất tập hợp các thực thể ở phía Bắc Trường Sa với mật độ phân bố dày và đồng đều như cặp đảo Song Tử, bãi Đinh Ba, đảo Thị Tứ, Loại Ta, đá Cá Nhám, đảo Ba Bình, Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn và đá lớn. Cụm thứ hai bao gồm tập hợp các thực thể ở phía Đông và Đông Nam Trường Sơn, Trường Sa với mật độ phân bố thưa và đều như đảo Bình Nguyên, Vĩnh Viễn, đá Vành Khăn, bãi Cò Mây, bãi Suối Ngà, bãi Suối Ngọc, đá Núi Le, Tốc Tan, Phan Vinh, đá Tiên Nữ và đá Công Đo. Cụm thứ ba tập hợp các thực thể ở phía Nam và Tây Nam, bao gồm ba phân bố rời rạc và rất không đồng đều về mặt kích thước như đá lát, đảo Trường Sa, đá Tây, đá Đông, đá Châu Viên, đá Chữ Thập, đảo An Bang, đá Thuyền Trài, đá Kỳ Vân, bãi Kiêu Ngựa và bãi Thám Hiểm. Lịch sử hình thành các đảo thuộc quần đảo Trường Sa bắt đầu từ cuối thế kỷ Pleistocene, đầu thế kỷ Holocene và đa số chúng là phần nhô cao của các dạng vòng. Theo Nguyễn 1985,
Các dạn vòng nơi đây được đặc trưng bởi dạng kéo dài theo hướng đông nam, đông bắc tây nam, trong khi các đảo và mỏm đá ngầm thường nằm trên góc tây bắc, trái ngược với quy luật phân bổ đảo trên các dạn vòng khác trên thế giới. Nguyên nhân của các hiện tượng vừa đề cập có thể là vì hướng gió đông bắc tây nam và hoạt động kiến tạo trong kỳ đại tứ. Tại các dạn vòng này, cấu tạo của đảo nổi và hành lang san hô xung quanh đảo có ít sự khác biệt. Hành lang này thường có diện tích gấp từ 4 đến 35 lần so với diện tích đảo. Các nhà khoa học Việt Nam đã nghiên cứu một số đảo như Nam Yết, Song Tử Tây, Trường Sa và phân chia địa hình tại đây thành 3 mực địa hình theo độ cao gồm 0,5 đến 1 mét, 1,5 mét, 2,2 mét đến 3,5 mét và 4,5 đến 6 mét. Trong đó mực địa hình 4,5 đến 6 mét chỉ có ở phía tây đảo Song Tử Tây. Đây là khu vực cao nhất quần đảo. Trên một số đảo có một số túi nước ngọt ngầm ở tầng nông, hình thành khi mưa xuống ngấm xuống đất. Tuy nhiên, trữ lượng và chất lượng loại nước này thay đổi theo không gian, thời gian và bị lẫn tạp chất ở tầng đất mặt cũng như lẫn nước biển. Tính kiềm yếu là đặc trưng của nguồn nước này. Ngoài ra, diện tích các đảo cũng thay đổi tùy theo mùa. Vào mùa đông, diện tích giảm và tăng vào mùa hè. Sự sống còn của độ bảo đảo lệ thuộc vào sự phát triển của các dạng san hô. Nếu san hô chết sẽ khiến đảo dễ bị sóng và gió bão bào trụi. Dưới đây liệt kê danh sách các thực thể địa lý theo sự chiếm đóng của các quốc gia, đồng thời theo thứ tự bảng chữ cái và theo bản chất địa lý. Nguồn thông tin có sẵn trong từng bài riêng của mỗi thực thể. Danh sách này đồng nhất với danh sách lập bởi sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, bao gồm các thực thể địa lý đã bị quân đội một trong các nước có tranh chấp xây dựng và các tiền đồn công trình quân sự và đồn trú lâu dài. Các công trình nhân tạo trên các thực thể này có thể quan sát bằng ảnh vệ tinh. Trong thực tế, có thể các quốc gia có khống chế thêm một số thực địa mới lân cận với các thực thể đã bị các quốc gia đó chiếm đóng. Brunei là quốc gia duy nhất chưa chiếm được thực thể địa lý nào. Trong các nước về phần Việt Nam kiểm soát, tổng cộng Việt Nam kiểm soát là 21 thực thể địa lý, gồm 7 đảo san hô và cồn cùng 14 dạng san hô. Thứ nhất là đảo An Bang, là một cồn cát dài 200 mét, rộng 20 mét và cao 2 mét. Điều kiện môi trường tại đây rất khắc nghiệt. Đảo Nam Yết là một đảo san hô hình bầu dục, dài 700 mét, rộng 150 mét. Với diện tích là 0,06 km vuông và cách đảo Ba Bình là 11,9 hải lý về phía nam. Việt Nam có kế hoạch lập một khu bảo tồn biển tại đây. Đảo Sinh Tồn là một đảo san hô dài 400 mét, rộng 220 mét, đất đai khô cằn, hầu như không trồng được rau xanh nếu không cải tạo đất. Đảo Sinh Tồn Đông là một cồn cát nằm cách đảo Sinh Tồn 14 hải lý về phía đông, dài 210 mét, rộng 100 mét, điều kiện rất khắc nghiệt. Đảo Sơn Ca là một đảo cát nhỏ nằm cách đảo Ba Bình 6,6 hải lý về phía đông, dài 440 mét và rộng 160 mét. Đất đai khá màu mỡ nhờ một lớp mùn phân chim lên nền đảo có nhiều cây xanh. Đảo Trường Sa hay còn gọi là Trường Sa Lớn. Đảo có tên gọi chính thức là Trường Sa nhưng nhiều nguồn tin và người tại đây thì thường dùng biệt danh là Trường Sa Lớn. Trường Sa là đảo san hô đứng thứ tư về diện tích trong quần đảo 0,15 km vuông và là trung tâm của thị trấn Trường Sa. Đảo có nguồn nước lợ, có đường băng, cảng cá, trạm khí tượng, lớp học và trạm xá. Đảo Song Tử Tây. Song Tử Tây nằm cách Song Tử Đông 1,6 hải lý về phía tây nam. Trên đảo có nhiều cây cối xanh tươi, đảo có một ngọn đèn biển quan trọng. Đảo Cô Linh là một dạng san hô nằm cách đá Gạc Ma 3,9 hải lý, 7,2 km về phía tây bắc. Cách đảo Len Đao 7 hải lý, 13 km về phía tây. Đá Cô Linh nằm ngập dưới nước khi thủy triều lên. Đây là một trong ba địa điểm diễn ra trận hải chiến Trường Sa năm 1988. Đá Đông là một dạng san hô vòng có diện tích khoảng 36,4 km vuông và nằm cách đảo Đá Viên 10 hải lý về phía tây. Đá Lát là một dạng san hô vòng có diện tích khoảng 9,9 km vuông
và nằm cách đảo Trường Sa 13,3 hải lý về phía tây, đá chìm ngập dưới nước khi thủy chiều lên. Đá Len Đao là một dạng san hô nằm cách đá Gạc Ma khoảng 6,4 hải lý về phía đông bắc. Đá Len Đao chìm ngập dưới nước khi thủy chiều lên. Đây là một trong ba địa điểm diễn ra trận hải chiến Trường Sa năm 1988. Đá Lớn là một dạng san hô vòng nằm cách đảo Nam Yết 30 hải lý về phía tây, tây nam. Đá Nam là một dạng san hô nằm cách đảo Song Tử Tây 3 hải lý về phía tây nam. Đá Núi Thị là một dạng san hô nằm cách đảo Sơn Ca khoảng 7 hải lý về phía đông, đông bắc. Diện tích của thực thể này là 1,72 km2. Đá Núi Le là một dạng san hô vòng cách đảo Trường Sa 134 hải lý về phía đông, cách đá Tiên Nữ 27 hải lý về phía tây, tây nam, có diện tích là 35 km2. Đảo Phan Vinh, xét theo khái niệm rộng là một dạng san hô vòng, nơi đóng quân chính của Hải quân Việt Nam, có chiều dài 250 mét và chiều rộng là 130 mét. Đá Tây là một dạng san hô vòng nằm cách đảo Trường Sa 19,5 hải lý về phía đông bắc. Tại đây có khu dịch vụ hậu cần nghề cá và tổ hợp nuôi trồng thủy sản thí điểm. Bãi Thuyền Chài là một dạng san hô vòng lớn có chiều dài 15,8 hải lý và chiều rộng tối đa là 1,9 hải lý, phá nước dài khoảng 13 km và rộng trung bình là 2 km. Đá Tiên Nữ là một dạng san hô vòng nằm ở cực đông của các thực thể thuộc Trường Sa đang do Việt Nam kiểm soát, diện tích của đá khoảng 10 km2. Đá Tốc Tan là một dạng san hô vòng với chiều dài khoảng 19,4 km và chiều rộng trung bình là 4,1 km, diện tích khoảng 75 km2. Đảo Trường Sa Đông là một dạng san hô vòng nằm cách đá Tây khoảng 6 hải lý về phía Đông Bắc và cách đá Đông khoảng 12,7 hải lý về phía Tây, Tây Bắc. Danh sách trên không bao gồm là 6 bãi ngầm mà Việt Nam cho là nằm trong thềm lục địa của các nước của nước này, bao gồm bãi Tư Chính, bãi Vũng Mây, bãi Phúc Tần, bãi Phúc Nguyên, bãi Quý Đường, bãi Huyền Trân. Việt Nam đã xây dựng các dàn DK1 và đóng quân trên các thực thể này. Tiếp theo đến Philippines. Hiện Philippines kiểm soát là tổng cộng 9 thực thể địa lý gồm 7 đảo san hô cồn cùng 2 dạng san hô. Đảo Bến Lạc là đảo đứng thứ 3 về diện tích trong quần đảo khoảng 0,15 hoặc 0,186 km2, có nhiều cây bụi và dừa. Đảo Bình Nguyên là một cồn cát dài nhưng hẹp và đang chịu ảnh hưởng của hiện tượng xói mòn. Đảo Loại Ta là một hòn đảo có diện tích 0,06 km2, có nhiều thực vật ngập mặn và dừa. Đảo Song Tử Đông là đảo đứng thứ 5 về diện tích trong quần đảo, cách Song Tử Tây 1,5 hải lý về phía đông bắc, có nhiều cây xanh. Đảo Thị Tứ là đảo thứ 2 về diện tích trong quần đảo 0,32 hoặc 0,372 km2 và là trung tâm của đô thị Calaya do Philippines lập ra, có dân thường sinh sống. Đảo Vĩnh Viễn là một hòn đảo dài 575 mét, cao 2,4 mét, cách đảo Bình Nguyên 9 km về phía nam, tây nam. Đảo Loại Ta Tây là một cồn cát nằm cách đảo Loại Ta 5 hải lý về phía tây bắc. Đảo Công Đo là một dạng san hô vòng nằm cách đá Tiên Nữ 41,3 hải lý về phía đông nam, hầu như chìm dưới nước khi thủy chiều lên. Bãi Cỏ Mây là một dạng san hô nằm về phía đông nam của đá Mảnh Khăn với diện tích khoảng 60 km2. Trung Quốc hiện có 7 thực thể địa lý, tất cả đều là dạng san hô. Thứ nhất là đá Châu Viên là một dạng san hô vòng, đa phần chìm ngập dưới nước, nằm ở phía đông của đá Đông. Đá Chữ Thập là một dạng san hô lớn nằm tách biệt khỏi các thực thể khác, tổng diện tích hơn 110 km2. Đây là trung tâm đồn trú của Trung Quốc tại Trường Sa. Cụm đá Gia Ven. Cụm này gồm hai dạng san hô là đá Ga Ven và đá Lạc, lần lượt nằm cách đảo Niêm Yết khoảng 8,5 và 7 hải lý về phía tây. Đá Gạc Ma là một dạng san hô nằm ở đầu mút tây nam của cụm sinh tồn và là một trong ba địa điểm diễn ra trận hải chiến Trường Sa vào tháng 3 năm 1988. Đá Tư Nghĩa là một dạng san hô nằm ở phía tây tây bắc của đảo Sinh Tồn Đông, chỉ nổi lên khỏi mặt nước khi thủy chiều xuống. Đá Vành Khăn
là một dạng san hô vòng, đa phần chìm dưới nước, nằm cách đảo Vĩnh Viễn 51 hải lý về phía nam. Đây là nơi từng diễn ra nhiều tranh chấp căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc trong thập niên 1990. Đá Subi là một dạng san hô vòng nằm cách đảo Thị Tứ 26 km về phía tây nam. Trung Quốc đã xây dựng một đường băng tại đây. Malaysia. Hiện Malaysia kiểm soát tổng cộng 5 thực thể địa lý, tất cả đều là dạng san hô nói chung. Thứ nhất là đá Enka, là một dạng san hô vòng, đa phần chìm dưới mặt nước khi thủy triều lên. Đá Hoa Lau là một dạng san hô vòng nằm cách đảo An Bang 60 hải lý về phía đông nam. Malaysia biến góc đông nam của đá này thành một đảo nhân tạo với một đường băng dài và một khu nghỉ dưỡng dành cho khách du lịch. Đá Kỳ Vân là một dạng san hô vòng nằm cách bãi thuyền chài 35 hải lý về phía đông nam, tổng diện tích khoảng 17 km vuông. Đá Kiêu Ngựa là một dạng san hô vòng thuộc một hệ thống san hô ngầm có cùng tên gọi là Kiêu Ngựa. Đá Kiêu Ngựa có diện tích là 8 km. Bãi Thám Hiểm là một dạng san hô vòng lớn với tổng diện tích khoảng 205 km vuông, trong khi trong khu vực bãi Thám Hiểm có những dạng san hô nổi và đã được đặt tên như đá Gia Hội, đá Gia Phú và đá Sâu. Hải quân Malaysia có thể kiểm soát đá suối cát từ tiền đồn của họ ở đá Kiêu Ngựa gần đó. Trong những năm 1980, Malaysia cũng đặt các đèn hiệu ở đá Sắc Lốt, đá Lusa để khẳng định chủ quyền. Tuy nhiên, các nguồn tin gần đây từ Malaysia, Brunei và Hoa Kỳ đều xác nhận rằng không có quân đội nước nào trên thực tế đã chiếm đóng ba thực thể nói trên. Còn lại đảo một Đài Loan hiện kiểm soát tổng cộng là một thực thể địa lý và đảo san hô, đó là đảo Ba Bình. Đảo Ba Bình là đảo san hô đứng đầu về diện tích tự nhiên trong quần đảo 4.896 km vuông. Trên đảo có rất nhiều nước ngọt, đất đai màu mỡ và có nhiều cây cối xanh tươi. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, đế quốc Nhật Bản đã chiếm đảo này để làm căn cứ cho các đội tàu ngầm. Tháng 12 năm 1946, Trung Hoa Dân Quốc, có nghĩa là Đài Loan hiện tại, cho quân đội đổ bộ lên Ba Bình, nhưng rồi rút đi vào năm 1950. Đến năm 1956, họ mới quay trở lại và kiểm soát hòn đảo cho đến tận ngày nay. Các nguồn tin từ Đài Loan thì khẳng định nước này đã chiếm thêm bãi Bàn Than gần cạnh đảo Ba Bình. Điều này là do nước này đã xây dựng một số các cấu trúc tạm thời trên thực thể này vào năm 1995 và năm 2004, cũng như một số quan chức của họ đã đổ bộ lên bãi cát này vào năm 2003 và 2012. Tuy nhiên, theo Lầu Năm Góc, gần đây không có tiền đồn hay bất cứ công trình nhân tạo nào có thể quan sát được bằng vệ tinh trên bãi Bàn Than. Các nguồn tin địa phương cũng tường thuật rằng quân đội Việt Nam cũng như Đài Loan thường xuyên đặt các vật thể lên trên bãi này và dùng chúng làm bia tập bắn. Như vậy, qua bài đọc, các bạn đã có cái nhìn khái quát nhất về quần đảo Trường Sa của chúng ta. Cá nhân tôi rất mong vào một ngày không xa, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa sẽ do Việt Nam kiểm quản lý và kiểm soát. Video đến đây ta xin tạm dừng. Xin hãy follow và like để tôi có động lực làm các video tiếp theo. Xin cảm ơn tất cả các bạn.